Các bạn có tin là heo của mình đẻ ra 3 ngày tuổi đã ăn được cám hay không? Các bạn nhớ xem hết clip của mình đi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tập cho heo con của các bạn ăn sớm và nó phát triển đồng đều. Rồi các bạn ơi, heo của mình hôm nay là được 3 ngày tuổi rồi. Bây giờ mình sẽ quay tổng đàn cái heo con của mình và mình sẽ hướng dẫn các bạn cho heo uống sữa cộng ấm ốc và cộng cám tập ăn để cho heo con của mình nó biết ăn sớm, để nó mập, nó đồng đều và nó sẽ giảm rút cái cơ thể của heo mẹ để cho con heo mẹ nó khỏe nha. Rồi hôm nay là ngày thứ 3 thì mình quay cho các bạn xem cái đàn heo của mình nè. Hôm qua là mình đã tập cho nó uống sữa, hôm qua là nó uống được một bịch sữa rồi. Hồi sáng mình để một bịch sữa, một muỗng ấm ốc nữa, nó đã uống hết rồi. Đó, cái đàn heo của mình hiện tại là nó chỉ còn được có 14 con thôi các bạn. Nó hôm qua buổi sáng là đẻ một con, rồi buổi chiều đẻ 1 con. Sáng nay 4 giờ sáng mình coi là nó chưa có vấn đề gì hết. 5 giờ mấy, gần 6 giờ sáng nó đẻ 2 con. Đây, ở trong góc cái con dãy dãy đó đó, nó đè bây giờ là cứu không được rồi. Với một con nó nằm đó nữa kìa. Đó. Bây giờ nó chỉ còn ở đây là có 14 con thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tập cho heo uống sữa cộng ấm ốc và cộng cám tập ăn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cho heo uống sữa cộng ấm ốc và cộng cám tập ăn để con heo nó biết ăn sớm, để nó bớt rút con heo mẹ nha. Đối với trường hợp mà con heo của mình nó đẻ nhiều như vậy nè, là ngày thứ 2 là nó đã uống được sữa, ngày thứ 3 hoặc là ngày thứ 4 là mình sẽ để cám tập ăn vô, là chắc cú là mấy ngày đó là nó sẽ ăn từ 1 đến 3 nắm cám tập ăn và 2 đến 3 bịch sữa. Heo của mình đến ngày thứ 7 hoặc ngày thứ 8 là nó đã ăn cám nước gành nha các bạn. Đến ngày thứ 12 đến ngày thứ 14 là nó sẽ ăn cám khô gành luôn. Đảm bảo là các bạn là ăn nhuyễn nhuyễn, ăn gành là đòi ăn luôn. Rồi đến ngày thứ 17, ngày 18 là các bạn muốn tách bầy sớm á, thì các bạn là tách được là ok, đảm bảo các bạn luôn. Rồi mình xin lưu ý với các bạn như thế này. Trường hợp mà các bạn heo đẻ nhiều là sẽ tập ăn là sẽ giống như của mình 100%. Trường hợp mà heo của các bạn mà đẻ 7, 8 con, 10 con mà sữa mẹ nó nhiều á, thì có thể là nó uống sữa ở ngoài chậm, tại vì sữa mẹ nó đã đủ cung cấp rồi nên nó không uống ở ngoài, nên là nó chậm biết ăn hơn nha. Các bạn lưu ý giúp mình về vấn đề này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa amox và cộng thêm cám tập ăn. Rồi các bạn đi với mình nha. Các bạn chuẩn bị cho mình là một bịch sữa tươi và amox. Sữa tươi là sữa tươi có đường nha các bạn. Các bạn dùng sữa tươi nào cũng được nha. Có đường thì heo con nó kích thích ăn hơn. Cái amox này là cái quan trọng nè. Cái amox này là để cho heo con nó không bị tiêu chảy. Quan trọng thứ hai là amox, là amox này là của mình là amox ngọt, không phải amox đắng nha. Các bạn mua amox đắng và amox nhẫn nhẫn á là nó vô rồi nó không uống các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề amox này nha. Các bạn cứ tìm amox ngọt đi thì heo con nó sẽ thích uống và amox nó hiệu quả nha. Còn các bạn tìm không có loại amox hiệu quả, amox ngọt như của mình á, thì các bạn cứ nhắn tin qua Zalo mình đi, mình sẽ chia lại cho các bạn để các bạn sử dụng trải nghiệm coi là giống như của mình hay không. Các bạn chuẩn bị cho heo con nè, một muỗng amox lưng lưng nè. Rồi các bạn đổ sữa vô đây. Đó, các bạn thấy không? Đổ sữa vô là sữa nó hòa với amox, là amox nó tan luôn. Cái amox là nó để dằn lại tiêu chảy, còn các bạn mà cho uống sữa hoặc là cái cám mà thú y cho heo con á, không có amox là nó sẽ gây ra hiện tượng tiêu chảy. Tiêu chảy là các bạn tốn tiền thuốc chăm heo con, thứ hai nữa là heo con nó xuống nó yếu, nhầm con các bạn cứu không được luôn nha. Các bạn lưu ý vấn đề này. Còi amox á thì các bạn dùng để nhỏ cho bầy heo mình ngày đầu tiên luôn để cho nó không bị tiêu chảy. Các bạn không cần nhỏ kháng thể E. coli, tại vì amox này đã điều trị được cái E. coli rồi. Hôm nay là ngày thứ nhất, để một tí nữa nó lại nó uống thì mình quay cho các bạn xem. Đó, cái con đó nó lại nó uống đó. Đây là uống thực tế nha các bạn, heo mình hôm nay là ngày thứ 3 uống thực tế chốc chốc luôn nè. Đây là thực tế ngày thứ 3 nha các bạn, heo mình đã đẻ ngày thứ 3 nha, đó là uống thực tế nha. Nó uống từ đây tới trưa là hết rồi, không phải là nguyên một bầy nó uống, chỉ có 4-5 con nó uống thôi, những con đó là nó bú không đủ sữa là nó lại nó uống trước. Rồi ngày mai thì mình sẽ để cám tập ăn xuống cho các bạn xem nha. Đó, cái con này các bạn thấy không? Nó bú xong rồi nó lại nó uống tí nữa là cái bụng nó bự luôn à. Nó phì luôn á. Đó là những con mà nó dành không lại, nó không đủ sữa, nó còn đói á, thì nó sẽ biết uống sữa sớm, và những con đó là biết ăn sớm luôn. Đàn của các bạn bao nhiêu nuôi cũng sống hết, đảm bảo với các bạn luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật tình hình con heo uống sữa nha các bạn. Hôm nay là heo của mình là ngày thứ 3. Hồi lúc sáng mình để một bịch sữa, một muỗng amox đó, thì mình quay các bạn xem là bây giờ là nó uống hết rồi. Tại vì lâu lâu á là nó lại nó uống, lâu lại nó uống, chứ không phải là lại nó uống cái một hết nha. Nên mình không có canh mình cập nhật, mình không có canh để mình cập nhật liên tục cho các bạn được. Các bạn đợi vài ngày nữa đi, là nhiều con nó xuống lại nó uống cái là 50% luôn. Hôm nay là ngày thứ 3 nè, chiều nay thì mình sẽ để cám tập ăn vô cho nó nha các bạn. Hôm nay là được 3 ngày rồi, 3 ngày là nó ăn được cám tập ăn nha. Bây giờ mình sẽ pha amox
Bây giờ mình sẽ pha sữa cộng amox và cộng cám tập ăn cho các bạn xem, để các bạn tham khảo, để các bạn làm theo, để heo của các bạn biết ăn sớm nha. Các bạn lưu ý nha, đàn của các bạn nhiều, sữa mẹ nó cung cấp không đủ thì nó mới uống sữa ngoài và nó ăn thức ăn sớm nha. Còn ví dụ như các bạn đẻ 5 con như nè, các bạn để ngoài nó lâu ăn lắm, tại vì sữa mẹ nó bú no rồi, nó đâu cần ăn ở ngoài đâu, nó chỉ uống chơi chơi thôi. Rồi ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa cộng amox và cộng cám tập ăn nha. Ở đây thì amox cũng giống hồi lúc sáng nè. Đó, mình để một muỗng amox. Ở đây là amox ngọt nha các bạn. Các bạn lưu ý amox ngọt thì heo nó mới ăn, chứ amox nó phải hiệu quả mới được nha các bạn. Đây mình chế xuống nè, amox nó tan luôn nè các bạn thấy không? Amox này mà các bạn để lại ngay chân chỗ mấy con kiến á là nó bu lại luôn, hoặc là chỗ nhà bạn mà có hay mà kiến mà nó bu đường á là nó sẽ bu amox của bạn luôn nha. Rồi đây là mình lắc đều nè, lắc đều cho amox với sữa nó tan đều hết. Ở đây là cám tập ăn của mình nè, ở đây là gần nửa nắm cám thôi chứ chưa có được, đây khoảng chừng 40% của nửa nắm cám thôi. Rồi mình để như vậy khoảng chừng 5, mình để như vậy khoảng chừng 10 phút đi cho cám tập ăn này nè nó tan nhuyễn hết, rồi mình để xuống cho heo con uống nha. Hôm nay là ngày thứ ba, chắc cuối các bạn là khoảng 9-10 giờ là nó uống hết cái này rồi. Rồi để một tí nữa mình để xuống cho các bạn xem nha. Ở đây là sữa cộng amox và cộng cám tập ăn nè các bạn. Bây giờ nó tan ra thì cũng tạm được rồi, nó tan khoảng được 70% rồi. Bây giờ mình để xuống cho nó uống nha. Nó uống cái nước xong rồi cái nó tan ra sạch sạch, đó là dừa các bạn ơi. Ở đây là mình quay thực tế cho các bạn luôn nha. Các bạn lưu ý các bạn để xa xa đèn ra nha. Đó, mình để mình kêu nó lại cho nó uống nha. Đây nè các bạn, mình để lại là có cái con đầu tiên là nó uống rồi nè, cái con này nè. Cái con này là nó bú sữa không no, rồi nó dành không lại là nó sẽ uống trước. Rồi cái con này uống xong rồi mấy con khác thấy nó sẽ lại uống theo nha. Heo mình hôm nay là chiều thứ ba, hôm nay là nó uống được bịch này, nó là 2 bịch sữa với gần nửa nắm cám. Những cô chú anh chị và các bạn theo dõi kênh của mình lâu rồi đó, là mình tập cho uống sữa, thì có nhiều cô chú anh chị đã theo dõi clip của mình thì đã áp dụng được thành công 100%. Đảm bảo các bạn những cái bầy nhiều thế này nè, nó sẽ tập uống sữa sớm, ăn được cám sớm 100% luôn. Còn mà những đàn mà 7-8 con, 9-10 con á, thì mình không có dám chắc là những ngày đầu mà nó uống được sữa và ăn được cám đâu. Còn mà những bầy đẻ nhiều, các bạn khẳng định các bạn từ 14 con đổ lên là ngày thứ 3 hoặc ngày thứ 4, trễ lắm là ngày thứ 5 là uống được sữa, ngày thứ 7 là ăn được cám này bình thường luôn. Rồi hiện tại là đàn của mình còn 14 con nha các bạn. Rồi ở đây là buổi tối nè các bạn, mình sẽ cập nhật tình hình con heo nó uống sữa buổi tối cho các bạn xem nha. Quay cái máng sữa nè. Đây mình quay cái máng sữa nè. Cái máng sữa với amox với cám tập ăn á, hồi chiều nó 10 phần nhưng mà bây giờ nó chỉ còn khoảng 6 phần thôi các bạn, nó uống được 4 phần rồi nha. Đàn heo của mình là nó uống được nha các bạn, chứ không phải là không được đâu. Các bạn có trải nghiệm thì các bạn mới thấy được cái sự mà nó ăn sớm, nó biết uống sữa sớm, nó ăn cám. Rồi buổi sáng hôm nay là ngày thứ tư thì mình sẽ cập nhật cái máng sữa cho các bạn xem nha. Đó, hồi đêm hôm mình nhìn camera là nó hết rồi, sáng nay là nó khô luôn đó các bạn. Đàn heo của mình ok nha, bây giờ nó đang đứng dậy rồi ăn. Thôi mấy con bên đây rồi ăn nè. Đó, nó thấy mình lại là nó muốn tròm ra ngoài luôn đó. Rồi mấy con viêm phổi hở bụng hôm nay á, là hết rồi hai con này. Rồi bây giờ mình cho mấy con này đàn này ăn trước đi, rồi xong mình sẽ pha tiếp sữa cộng amox và cộng cám tập ăn cho các bạn tham khảo, để các bạn làm giống như mình, để heo các bạn biết ăn sớm đồng đều và nó bớt vút con heo mẹ, để cho con heo mẹ nó khi tách bày ra nó lên giống ok hơn nha. Rồi bây giờ sữa với amox với cám tập ăn mình pha xong rồi các bạn, nó tan được 50% rồi. Các bạn thấy cái con nhỏ này không, nó lại nó đòi ăn nè. Bắt đầu mình để xuống nha, này nó chưa có tan đều hết các bạn, nó còn 50%, mình để xuống cho nó uống sớm đi, mình chuẩn bị đi công chuyện nha. Bạn mấy ngày đầu nó mê bú nó không biết, với con mẹ này nó tệ lắm, nó con nó đè chúng con nó cứ đứng chơi chơi nó nhìn nha, mình la nó cũng nhìn vậy đó, nó không biết tránh, không biết đứng gì hết trơn á. Ở đây là có 3 con nó uống nè các bạn, mình quay cho các bạn xem nó uống này nha. Đây là uống trực tiếp nha các bạn. Đây là mình quay hình ảnh thực tế cho các bạn xem nè.
để nhiều bạn không có áp dụng, để các bạn không biết, các bạn nói là không được. Tại vì cái này á, mình làm đã hơn 2 năm nay rồi chứ không phải là mới đây đâu. Có nhiều anh chị đã áp dụng thành công rồi. Những anh chị đó thường hay gọi điện cho mình là nói là heo nuôi khỏe mạnh, ok, biết ăn sớm, tách bầy ra là không bị tiêu chảy, đảm bảo các bạn luôn. Các bạn tập ăn giống như mình nè, heo của bạn đã ăn gành rồi, tách bầy ra các bạn cứ yên tâm, không bao giờ bị tiêu chảy. Các bạn đừng có tiếc tiền, các bạn đừng có nói là ăn cái này nó tốn kém quá nhiều. Nhưng thật sự nếu mà các bạn không ăn, heo các bạn tách bầy ra khoảng 30-40% nó tiêu chảy. Các bạn sử dụng thuốc, tiền thuốc còn nhiều hơn. Rồi heo của các bạn ăn cám bây giờ nó teo tóp luôn rồi, nó yếu luôn rồi. Rồi có thể là chích nhiều nó bị còi nữa. Nó tốn còn hơn cái này nữa các bạn cứ yên tâm đi. Cái này các bạn sử dụng lúc nào cũng lời hết, giá cả là ok, hợp lý. Các bạn cứ sử dụng amox bột này đi, tập cho heo con ăn sớm, giá cả cũng phải chăng cũng không có mắc lắm đâu. 1 ký amox các bạn sử dụng, 2 ký amox các bạn sử dụng cho 3 bầy lần. Các bạn nuôi heo con nhiều thì các bạn phải sử dụng amox thì mới ok được. Còn mà các bạn không sử dụng amox, heo của các bạn khi tách bầy ra nó hay bị tiêu chảy lắm. Tiêu chảy là các bạn tốn tiền thuốc, rồi chích nhiều nó bị còi, rồi heo các bạn nó ốm yếu nữa. Nhầm con thì tiêu chảy nhiều các bạn cứu không được, nó bị hao nữa. Còn amox này các bạn ăn cho nó ăn vô, nó biết ăn sớm, rồi nó khỏe mạnh, nó mập mạp, tách bầy ra các bạn đỡ lo nhiều lắm. Rồi mình cập nhật cho các bạn xem cái bầy heo của mình nó uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn buổi chiều. Hiện tại bây giờ là gần 4 giờ chiều các bạn. Cái máng sữa này hồi sáng mình quay cho các bạn xem đó, là lúc để mình để là hơn 7 giờ. Rồi xong mình đi Bạc Liêu, đi mẹ Nam Hải, mình đi cúng xong. Bây giờ mình về là gần 4 giờ nè, là nó đã hết rồi. Cái máng này nó hết lâu rồi, nó khô rồi. Hồi lúc khoảng 12 giờ mấy mình coi là nó đã hết rồi các bạn. Tới mình về là cái máng này nó khô rồi. Đây mình có camera nè. Đó, mình quan sát cái đàn heo của mình. Hiện tại là cái bầy này 14 con nha. Bây giờ mình chưa dội chuồng hết. Bây giờ bắt đầu là mình cho nái ăn. Rồi xong bầu mình pha cám này, xong là mình đi làm vệ sinh, mình dội chuồng. Chuồng mình nè, chưa dội luôn nè. Sáng hôm nay thì mình cập nhật tình hình cái máng sữa cộng amox và cộng cám tập ăn cho các bạn xem nha. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ 5 nha các bạn. Có cái con nhỏ này nè, nó chào mình là để nó uống sữa nè. Con này nè. Hiện tại là đàn của mình còn được 14 con nha các bạn. Nó đẻ hết 4 con rồi, còn 14 con thôi. Đó, mấy con này giờ nó bu lại đây để nó chờ nó uống nè. Hôm nay là sáng ngày thứ 5 nha. Bây giờ á, buổi sáng hôm nay á, mình đi công chuyện là mình chỉ để sữa amox và cám tập ăn rồi mình để xuống cho nó luôn. Rồi nó uống nhiều uống, còn nhiều thì nó tan nó sệt. Rồi buổi chiều nó coi cái là cái phần kẹo lại á, nó uống hết hay không nha. Bây giờ thì mình để cái máng sữa này xuống luôn nha các bạn. Đây mình đổ sữa amox và cám tập ăn mình bỏ mình xuống liền luôn nè. Để mình đi công chuyện. Rồi buổi chiều đi nó ăn còn bao nhiêu á thì mình tính nha. Nó ăn hết á thì thôi, còn mà nó ăn còn kẹo quá thì nó không ăn nữa, nó bỏ thì mình cũng bỏ, mình thay cái mới cho nó nha. Đó, mới bỏ xuống là 2 con nó nhào lại rồi nè. Mấy con kia nó nằm ngủ rồi đó, phải nó thức dậy là nó chạy lại nữa rồi đó. Rồi hôm nay là buổi sáng ngày thứ 5 nha các bạn. Buổi chiều á thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn nha. Heo của mình được 5 ngày nè. Mình cập nhật cho các bạn xem cái máng tập ăn của mình buổi chiều ngày thứ 5 nha. Mình hôm nay thì mình mới đi coi tôn các bạn, để mình lợp lại cái máy của mình nè. Cái máy của mình nó lủng theo cái đường dài nè, là nó hư hết rồi. Bây giờ đoạn tay sắt, kèo sắt là mình sẽ thay bằng cây hết nha. Đó, tôn của mình lủng hết rồi. Bây giờ hiện tại là 3 giờ chiều các bạn. Mình về tới nhà là 3 giờ chiều nha. Mình ra chuồng mình kiểm tra là hết rồi nè. Bây giờ mấy con này, ba con này nè, đi vòng vòng là nó đợi mình để nó ăn đó. Hôm nay là 5 ngày tuổi nha. Rồi bây giờ mình sẽ pha, mình để xuống cái mới cho nó các bạn ơi. Một tí nữa khúc đầu thì mình sẽ lấy khúc đầu mình quay TikTok, khúc đầu để xuống á thì mình không có quay cho các bạn xem được nha, để mình trả lời các bạn bên TikTok. Hôm nay là heo mình buổi sáng ngày thứ 6 nha các bạn. Hôm qua là mình quay TikTok, mình trả lời bên TikTok á là mình không có cập nhật cho các bạn được. Thì hôm qua là mình để hơn một nắm cám, sáng nay là nó hết nè các bạn. Bây giờ là nó khô rồi, nó hết hồi khuya rồi chứ không phải nó hết bây giờ đâu. Lúc mình coi camera đã hết rồi. Hai con này là chạy đi kiếm uống đó. Để xuống là hai con nó nhào lại trước đó. Mấy con kia ngủ rồi. Nó mới bú xong nó quay qua nó ngủ rồi. Buổi sáng ngày thứ 6 mình sẽ để máng sữa cộng amox và cộng cám tập ăn xuống nha các bạn. Bây giờ mình kêu nó lại nha.
Đó, hai con này, ba con. Đây là hình ảnh nó uống sữa, nó ăn cám thực tế nha các bạn ơi. Nó uống hết nước thì còn cái kẹo lại thì nó sẽ ăn nha. Nó sẽ uống nước trước. Cái này á, là mình mới để vô, mình không có đợi cám nó tan, là mình tập cho nó ăn khô dần dần luôn á. Lên 12 đến 14 ngày là nó ăn khô luôn á các bạn. Bắt đầu từ 10 ngày là bắt đầu là mình chỉ cho sữa nó thấm vô hộp cám thôi. Là đến ngày 12 hoặc 14 ngày là mình sẽ cắt sữa luôn, cho nó ăn cám khô hoàn toàn nha. Hôm nay là chỉ mới ngày thứ 6 thôi các bạn. Bây giờ là 3 giờ chiều ngày thứ 6 này các bạn. Ở ngoài đó còn nắng đó các bạn thấy không? 3 giờ chiều cái máng sữa này nó ăn hết lâu rồi nè, khô luôn nè các bạn. Bây giờ nó đứng đây nó đòi ăn nữa nè. Bây giờ để mình làm, mình để xuống cho nó ăn nha các bạn. Mấy con bên đây thì mình mới cho ăn nè. Để nó la quá các bạn ơi, nói chuyện không nghe. Đây là con mẹ nó. Cái đàn bên đó thì hôm nay mình tách bày cho nó luôn nha. Đây là buổi chiều ngày thứ 7 nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ để máng sữa cộng amox và cộng cám tập ăn xuống cho nó. Mấy bầy này mình mới tách bày nè, la làng kiếm mẹ nó nè. Tách bày ra thì các bạn cũng trộn cám khô 300g cám, một muỗng amox, hết thì thay, hết thì thay nha. Ăn bình thường thoải mái tự do, không bị chảy không bị gì hết các bạn. Ở đó là mình đã trộn sẵn rồi. Đây bây giờ mình sẽ để xuống để cho mấy con heo này nó ăn nha. Ở đây á các bạn, nãy giờ mình ngâm hơi lâu á, rồi mình để cám hơi nhiều là nó hơi kẹo. Coi con này nó ăn nè. Đây là hình ảnh ăn thực tế nha các bạn. Đây heo mình ăn thực tế nha. Mình đợi mấy con nó bú xong đi, rồi mấy cái đàn đó nó đi lại nó ăn, mình quay tiếp cho các bạn xem nè. Đây mình quay ra cho các bạn xem nè. Nó đang bú, rồi mình đi qua bên đây là nó bú xong rồi. Cái đầu nó chạy qua bên đó rồi đó các bạn ơi. Đây bốn con nó ăn hình ảnh thực tế nè các bạn. Ăn cời cời luôn 7 ngày nha. Một con ăn chút vậy đó, lại đó ăn xong rồi đi chỗ khác, rồi một tí nữa nó đói nó lại ăn chút nữa. Một máng sữa như vậy ăn tầm 2 tiếng là hết rồi các bạn. Rồi các bạn cứ làm theo cách hướng dẫn của mình đi. Các bạn làm từ đầu video đến bây giờ, rồi đến heo của các bạn 10 ngày các bạn để nửa bịch sữa thôi, một muỗng amox. Rồi các bạn bỏ 2 nắm cám vô, các bạn lắc đều cho sữa nó thấm đều hộp cám, rồi các bạn để xuống cho nó ăn nha. Rồi đến ngày thứ 14 thì mình sẽ cắt sữa luôn, mình chỉ trộn amox với 300g cám khô thôi. Chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha. Đây là những bài tách bày là ăn đảm bảo các bạn không có tiêu chảy, ăn tự do luôn. Ăn mỗi lần 300g cám hết các bạn đổ thêm, hết các bạn đổ thêm, ăn tự do luôn. Đây các bạn nhìn thấy nó ăn nè các bạn, coi mặt mày nó kìa. Nó giật nãy giờ khoảng chừng 15 phút là muốn banh nè các bạn ơi, muốn banh cái máng này rồi nè. Còn nó lại ăn nữa kìa. Nãy giờ nó ăn khoảng 15 phút rồi đó. Các bạn thấy hồi nãy mình để nhiều không? Bây giờ nó ăn con ít nhất là nhiêu đó. Nãy giờ là chỉ mình thấy chỉ có khoảng 5 con ăn thôi đó, chưa ăn hết bầy nữa đó. Nếu mà ăn hết bầy là nó vô nó ăn cái sơ qua cái là hết luôn. 7 ngày tuổi. Buổi sáng hôm nay á thì mình sẽ cập nhật cái đàn heo của mình tập cho heo uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa cộng amox và cộng cám tập ăn một lần nữa nha. Các bạn lưu ý là dùng amox ngọt á thì heo của mình nó sẽ dễ ăn hơn và nó sẽ ăn nhiều hơn. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn pha nè. Rồi các bạn qua đây mình hướng dẫn các bạn pha nè. Hôm nay là 30 tháng 3 nè các bạn. Mình cập nhật tình hình cái đàn heo mình tập cho nó uống sữa với amox với cám tập ăn nè các bạn. Nó vừa mới bú xong nè, bây giờ nó tản qua nó thấy mình là nó đòi ăn rồi đó. Lúc sáng là nó đã ăn một nắm cám, một bịch sữa và một muỗng amox rồi. Bây giờ thì mình sẽ để thêm cho nó nha. Đó, bây giờ nó qua nó kiếm rồi đó. Mấy cái đàn này mình mới tắm xong nè, nó gom lại, nó hơi lạnh. Bây giờ là gần 10 giờ mấy rồi mà trời nó ui nó muốn mưa các bạn, mà nó không có mưa. Mấy đàn này á, là mình tách bày là được 3 ngày rồi nè. Ăn uống bình thường khỏe mạnh nha, không tiêu chảy không gì hết. Các bạn cứ chọn amox giống như mình hướng dẫn, đảm bảo các bạn là ok luôn. Ở đây á, là mình pha sữa với amox với cám tập ăn lại cho các bạn xem lại nha. Hồi mấy ngày trước á, là mình dùng là cám tập ăn của CJ. Rồi bên anh cô á, cái anh tiếp thị bên anh cô á, là có tặng cho mình một thùng cám tập ăn 10kg. Bây giờ thì mình sẽ
đem cám này mình tập ăn cho nó luôn nha. Mình thay đổi cám vẫn bình thường, không vấn đề gì hết. Ở đây là sữa tươi nè, amox nè. Amox của mình là amox bột mịn lắm các bạn. Các bạn gưới gưới vậy nè, nó bay bụi lên nè, thấy không? Nó bay amox lên nè, đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình pha cho các bạn xem nha. Ở đây á là mình chuẩn bị một muỗng amox heo của mình á, đã ăn được rành rồi, các bạn hơn nửa muỗng cũng được đó, hơn nửa muỗng cũng được. Rồi để lấy amox ra, lấy cám tập ăn ra luôn. Rồi ở đây là sữa tươi nè, mình sẽ đổ sữa tươi xuống đó. Đổ sữa tươi là amox nó sẽ tan luôn nha các bạn, nó tan theo sữa luôn nha. Amox của mình là amox ngọt nha, các bạn nào cần amox ngọt để cho heo dễ uống, dễ tập ăn á, thì các bạn cứ liên hệ với mình, đảm bảo là có giá tốt chia lại cho các bạn. Các bạn cứ yên tâm đi, so với ngoài thị trường là đảm bảo là giá tốt cho các bạn luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắc đều để cho sữa với amox nó hòa lại với nhau nha. Rồi tiếp theo là mình chuẩn bị 2 nắm rưỡi cám tập ăn. Thường thường á là mình để chỉ 1 nắm hoặc nắm rưỡi thôi. Hôm nay là mình để 2 nắm rưỡi luôn nè. Một tí nữa mình sẽ để xuống á thì nó hơi kẹo hơn thường ngày nha các bạn, nhưng mà heo con nó vẫn ăn bình thường, tại vì heo mình càng lớn thì nó càng, lúc mà càng lớn á các bạn bỏ càng nhiều nó sệt lại á, thì heo các bạn nó ăn cám khô sẽ nhanh hơn. Đến ngày thứ 12 đến ngày thứ 10, hôm nay là ngày 9 nè. Đến ngày thứ 12 á là mình sẽ để vô nửa bịch sữa, mò nửa muỗng amox hoặc một muỗng amox. Rồi mình để vô 2 nắm cám tập ăn, mình lắc đều, sữa rồi nó thấm vô hộp cám, không có cần ướt hết đâu, nó chỉ cần thấm vô để kích thích con heo thôi. Rồi đến ngày 14 là mình sẽ cắt sữa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để đây đi, một tí nữa thì nó tan hết ra thì mình quay cho các bạn xem độ sệt của nó nha, độ dẻo của nó. Cập nhật tình hình cái máng sữa của mình nè các bạn, nãy giờ mình ngâm được khoảng 5 phút, nó khô luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắc để cho nó tưa đều ra nha, còn mà nó không ra nữa thì chắc mình phải dùng tay để mình làm cho nó đều ra, để mình đánh cho nó đều ra các bạn. Rồi cái máng sữa mình vừa đánh ra cho nó đều nè các bạn, bây giờ mình để xuống cho đàn heo mình nó ăn nha. Ba con này nó dành ăn nè, để mình đánh mấy con kia thức dậy coi thử coi là mấy con kia nó lại nó ăn hay không nha các bạn. Sau khi mình đuổi cái đàn nó thức dậy các bạn, thì có một số con nó lại nó ăn rồi nha. Hiện tại là ăn được 5 con các bạn, mình để xuống là 5 con nó lại nó ăn nha. Mấy con này nó ăn khoảng chừng 2-3 tiếng là hết nhiêu đây các bạn. Một bịch sữa, một muỗng gần hơn nửa muỗng amox và 2 nắm rưỡi cám tập ăn. Cái này nó ăn xong nó lại nó ngủ, nó bú xong rồi nó quay lại nó ăn nữa, thì một tí xíu à, 2 tiếng là hết rồi. Tại vì heo của mình nó lên khoảng chừng 12 ngày là bắt đầu là mình tập cho nó ăn khô hơn rồi. Bây giờ là nó còn mềm, còn kẹo hơn đó. Nhưng mà nó cũng vẫn ăn bình thường, 9 ngày là nó biết ăn rồi. Đối với heo mình đó các bạn, 9 ngày là ăn bình thường nha. Cám mà các bạn pha với sữa sạch sạch này nè là ăn bình thường. Còn heo của các bạn nhỏ hơn thì các bạn dùng nước lỏng hơn nha, kẹo quá thì nó ăn không nổi nha các bạn. Đây 5 con này nè, bu lại nó ăn bình thường. Còn mà những con mà nó các bạn nói là nó không biết ăn thì nó không có lợi, nó nhá nó ăn gì đâu các bạn. Các bạn có nghe miệng nó chép chép luôn không? Đó, miệng nó nhai nó chép chép luôn nè. Rồi mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình thành công nha. Hôm nay là ngày thứ 9 nha các bạn, heo mình được 9 ngày tuổi. Bầy bên đây mới tắm lên nó nằm gom cục lại nè, mình sẽ bắt đèn cho nó một chút. Mấy đàn bên đây thì ăn no ngủ hết trơn rồi. Đó. Đây hai con diêm phổi khỏe nè, nằm phè ra, nằm ngửa ra ngủ luôn, nằm ngửa ra ngủ hết thấy không? Phải nó còn thở bụng mới là nó không có nằm ngửa ngủ được đâu. Bây giờ nó nằm ngửa ra nó ngủ rồi đó.